Rồi, xin chào quý vị anh chị nha. Rồi, thì dây số em bán của ngày 29/3/2024 thứ 6. Có Gia Lai nè anh chị, 17 này. 02 này. 39 này. 35 này. Ở đây Đài Ninh Thuận này có 68 với con 40. Ở này 20 tờ thấy này. Còn mấy cái này 5 tờ nè anh chị. 53 này. 59 nè. 94 nè. 44 nè. 90 nè. 08 nè. 63 nè. 72 nè. 45 53 nè. 45 53 số cũng đẹp lắm nè. Rồi. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem video nha. Anh chị nào mua vé số thì ghé điểm của em mua nha. Đậu 12 thôn Bình Sa Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi nha anh chị. Gần cái xăng dầu Tịnh Đông nha. Rồi. Rồi, số hôm nay là cũng ít nha anh chị. Rồi. Đây thứ 6 này do like này số ít. Mai thứ 7 số mới nhiều. Rồi, xin chào và cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều. Chúc anh chị hạnh phúc, và mang phát đạt, may mắn.